Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số viên Sapphire. Đặc biệt video này em gửi đến cho anh Tuấn ở Sài Gòn. Anh Tuấn đã liên hệ qua tay game. Anh muốn làm một chiếc nhẫn nam sử dụng dòng đá quý Sapphire xanh, xanh lá, để làm nhẫn nam. Thì cái khối lượng anh mong muốn thì đá tầm khoảng 2 carat, có thể hơn hoặc có thể xuống một chút. Để trên tay em đây là một viên sapphire này, viên này là tròn đúng 2 carat luôn. Viên này có điều đặc biệt là tròn cắt giác facet anh chị nhé. Viên này tròn là 7,6 ly, khá to đấy. Cắt giác facet này, màu thì màu phúc lộc thọ anh chị nhé. Anh chị thấy là ba màu này, có thể có màu xanh lá này, màu xanh dương này và ánh vàng nhé. Em thấy được viên này cũng phù hợp với anh Tuấn này. Đó, anh có thể làm một mẫu nhẫn nam sử dụng viên đá tròn này cũng rất là đẹp, rất đẳng cấp này. Viên này cũng lửa mạnh này, sáng này, em thấy là hợp lý đấy. Đây viên này rất đẹp đấy. Đây em có một cái vỏ nhẫn sẵn này. Đây thì em có thể minh họa cái nhẫn này cho anh chị nhé. Đây, ví dụ anh chị có thể chọn viên này để lên vỏ nhẫn này, rất là đẹp này. Đây là ví dụ minh họa thôi. Anh chị có thể thích cái ổ nhẫn này, kiểu như đá tròn này cũng rất hợp lý này. Đó. Bên này thì mã là 12154 này, 2 carat này. Cái là 7,65, 7,56, 4,39. Anh chị thích bên này này báo em nhé. Bên ba màu. Tiếp theo trên tay em có một viên rất là đẹp anh chị này. Đó, một viên cũng rất là tuyệt vời. Ba màu luôn cho anh chị này. Đó. Lửa cũng rất là mạnh. Em thấy viên này cũng khá hợp lý cho anh Tuấn nhé. Bên này thì hình oval cắt giác facet này. Đây lên tay này. Lửa rất là mạnh luôn, cũng là phù hợp nhé. Đây lên vỏ nhẫn này. Đó. Rất là tuyệt vời. Có màu xanh lá này, xanh dương này, ánh vàng này. Đấy, màu ba màu phúc lộc thọ, rất là đẹp. Rất là lạ. Bên này thì mã là 12002 anh chị nhé. Anh chị yêu thích bên này báo em nhé. Bên này thì là mờ này giờ. Bên này 2,1 carat này, giá bên em cho ra giá là 48 triệu 300 nhé. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên cũng rất là tuyệt vời. Đó chị thấy này, một màu rất lạ. Màu này màu xanh cổ ngan anh chị nhé. Đó, có xanh lá này, có xanh cổ ngan này. Đó, một viên rất lạ, đẹp, tuyệt vời. Đây em lên bỏ nhẫn cho anh chị xem nhé. Đấy, rất tuyệt vời, đỉnh cao này. Anh chị có thể cân nhắc làm vỏ nhẫn vàng vàng này, vàng trắng này, vàng hồng này, là tấm kim cương này, là tấm moissanite này, đều được nhé. Đó, rất tuyệt vời này. Lên nhẫn. Cái này thì mã là 11973 này, 2,4 carat này. Bên em ra giá là 24 triệu 400 nhé. Theo trên tay em cũng là một viên cũng rất đẹp anh chị này. Đó, viên này là màu, cũng là màu phúc lộc thọ. Ba màu. Cái này màu tươi anh chị nhé. Cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho anh Tuấn. Đó, anh Tuấn có thể thấy đây, viên này rất tươi này. Đó. Nói chung anh chị cứ yên tâm, rất là nhiều mẫu nhẫn để phù hợp lý cho viên đá này. Anh chị có thể cân nhắc mặt dây lắc tay để phù hợp nhé. Đó. Em lên vỏ nhẫn này. Đó, viên này cũng rất tươi, sáng, màu ba màu phúc lộc thọ này. Viên này thì mã là 008 này, 1,45 carat này. Bên em giao giá là 21 triệu 750 nghìn nhé.
Tiếp theo trên tay em cũng là một viên rất đẹp anh chị này. Viên này thì nó đơn sắc một màu thôi. Màu xanh là chủ đạo nhé anh chị nhé. Đó, xanh lá là chủ đạo này. Anh chị nào thích cái kiểu đá một màu đơn đơn địa đơn giản như này thì có thể cân nhắc cái chọn bên này nhé. Đó. Giá rất tốt này, sáng này, bóng này, lửa mạnh này. Đó, bên này rất đẹp đấy. Bên này thì mã là 12165 này, 1,9 carat này. Anh chị thích bên này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên sapphire. Rất là đẹp anh chị này. Đó. Những cái hàng mà em chọn cho anh Tuấn cũng là hàng thiên hoàn toàn anh chị nhé. Đó. Toàn lựa chọn những viên đẹp đỉnh cao thôi. Đây em lên vỏ nhẫn này. Rất tuyệt vời. Vâng. Anh chỉ làm mới thôi, đánh bóng là mới thôi. Đó. Vâng. Bên này thì mã là 00118 này, 1,6 carat này. Anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. Viên đá cuối cùng em giới thiệu cho anh chị đây cũng là một viên sapphire. Sapphire xanh. Thế nhưng hoàn toàn. Đó. Độ giác, độ lượng rất là tốt. Màu xanh đơn sắc. Bên này thì 2,35 carat, bên em giao ra giá là 35 triệu 250 nghìn nhé. Anh chị thích bên này báo em nhé.